cần ở huyện Thủ Cầu hay chợ Tân Định đây anh chị. Bên trái là chợ Tân Định ha, huyện Thủ Cầu. Ngày xưa hình như có tên là Trần Văn Thạch thì phải. Chợ Tân Định thì phong tỏa nghỉ bán hôm giờ rồi. Bây giờ các cái chợ ở Sài Gòn thì cũng không còn chợ nào bán nữa anh chị. Hầu như là cũng nghỉ hết rồi. Đây anh chị, chợ Đa Cao đây. Đây, con đường này là con đường Trần Nhật Duật. Em quẹo tay phải này anh chị ha. Rồi chúng ta tiếp tục quẹo qua con đường Đặng Tất. Tí xíu nữa thì có Đặng Dung. Đây, phòng khám đa khoa quận 1. Ta đang lấy mẫu xét nghiệm ở trong. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 4 giờ ngày 10 tháng 7. Em đang chạy trên con đường Hoàng Sa anh chị ha. 4 giờ chiều ngày 10 tháng 7. Phía trước anh chị ở đây là cầu Kiệu nè anh chị. Chiều hôm nay em mời anh chị chúng ta chạy về khu vực Tân Định một chút xíu ha. Em đi ngang khu vực Tân Định. Cũng gắn camera lên chia sẻ cho anh chị một vài cái hình ảnh trong cái ngày thứ hai Sài Gòn lockdown. Cầu Kiệu đây anh chị. Ở trên cầu Kiệu thì con đường Hai Bà Trưng và bên mé bên trái em là con đường Phan Đình Phùng, Võ Duy Nguy ngày xưa. Con đường Hoàng Sa hướng này thì anh chị đang chạy về chợ Thị Nghè, con kênh Du Lộc Thị Nghè bên tay trái của em. Bình thường cái khu này thì lúc nào cũng đông vui ha, nhiều quán cà phê, nhiều cái quán ăn, quán nhậu. Trong ngày thứ hai lockdown thì Sài Gòn mình anh chị thấy là cũng vắng khá là nhiều. Tuy nhiên thì không phải là không có ai ra đường đâu. Cũng có những người, người ta có những cái công việc người ta đi đó. Đi làm kiếm tiền chẳng hạn anh chị. Trời hôm nay thời tiết khá là nắng luôn á. Nắng gắt từ sáng cho tới bây giờ. Gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh thân thương của khu vực Tân Định cũng như là lưu giữ một vài cái khoảnh khắc trong cái mùa phong tỏa Sài Gòn. Hôm nay thì Sài Gòn mình với những cái ca nhiễm cũng tăng rất là cao. Sáng mấy trăm, trưa mấy trăm, 500-600 ca một buổi anh chị. Nhưng mà cũng chủ yếu là những cái khu trong cái những cái ca trong khu cách ly, là trong những cái khu đã phong tỏa rồi cũng đỡ. Bên nhìn bên kia là mảnh đất của cái xóm Nước Đen ngày xưa thuộc quận Phú Nhuận ngày hôm nay anh chị ha. Ồ, ở đây mấy cái thanh chắn ngang đường đây sao nó ngã te tua hết này. Khu vực này là xóm chùa, xóm chùa ở Tân Định anh chị. Em mời anh chị chạy xuống ngay chỗ xóm cầu mới ha, xóm cầu mới để em quẹo vào. Ở đây bên phải em có cái chùa Vạn Thọ này. Ồ, chú cạo râu ngoài đường. Chú đi làm security, ngồi cạo râu hớt tóc ở bên vỉa hè luôn anh chị. Xóm chùa. Một vài cái hình ảnh chạy ở ngoài đường thấy nhiều người nghèo khổ, người ta ngồi bên cái vỉa hè lắm anh chị. Bây giờ bắt đầu chiều chiều người ta chuẩn bị ra để những cái người mà làm cái tổ chức từ thiện đó, người ta phát cơm. Chủ yếu ra đường là những công việc thiết yếu thôi anh chị. Chủ yếu là kiếm tiền kiếm tiền mùa dịch, chứ không thì đói thiệt.
Rồi, ở đây thì em bên trái chúng ta có cái cầu cầu sắt Trần Khánh Dư ngày xưa. Con đường này là con đường Trần Nhật Duật anh chị nè. Lúc trước thì ở đây nó là cái xóm nông cơ. Còn chúng ta đi tới phía trước đây thì chúng ta sẽ đụng một cái xóm chùa, xóm cầu mới. Cầu mới anh chị ha. Con đường Trần Khách Chân thì vậy. Đây, Trần Khắc Chân, Trần Khắc Chân. Em mời anh chị vào phải ha. Chúng ta vào cái con đường này coi. Tân Định đây, Tân Định chiều hôm nay đây. Hướng này anh chị đi ra chợ Tân Định luôn ha. Bây giờ em sẽ mời anh chị chúng ta quẹo vào con đường Trần Khánh Dư ở phía trước này. Trần Khánh Dư, em chạy thẳng tới trường Văn Lang anh chị ha. Đi hơi ngược nắng một chút xíu. Đây anh chị, con đường Trần Khánh Dư thân quen. Ngày xưa đi làm ở khu vực Tân Định này, mỗi ngày đều chạy ngang cái con đường này luôn á anh chị. Hôm nay Tân Định thì vắng. Tân Định buồn hiu trong cái mùa cách ly, mùa phong tỏa. Ở đây thì đa số là những cái công ty, những cái văn phòng cho thuê. Đây là con đường Trần Nhật Duật đây anh chị, và phải anh chị chạy ra khu vực kênh Du Lộc Thị Nghè, con đường Hoàng Sa. Công ty ngày xưa em làm thì nằm ở trên con đường này ngay phía trước đây. Trong cái mùa phong tỏa thì em cũng xin phép cứ chạy anh chị ha, không dừng lại được. Cập nhật nhanh gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh thôi. Bên phải em là ở đây có con hẻm 34 đó. Bên phải là dòng con Đức Mẹ phù hộ. Ngày xưa hay đi ăn cơm trưa ở trên con đường này, tới cuối đường có cái quán cơm bên phải nằm ở cái xóm chùa. Em quẹo bên phải qua con đường Văn Lang anh chị. Quẹo ở bên trái chứ, em xin lỗi anh chị. Trái, con đường này là con đường Nguyễn Văn Nguyễn, ngày xưa là Nguyễn Hữu Cảnh anh chị. Em quẹo trái là qua trường Văn Lang, nó nhầm, qua con đường Văn Lang. Trường Văn Lang bên trái anh chị đây. Trung học, ngày nay là trung học Văn Lang. Ngay chỗ này thì chúng ta có đường Trần Quý Khoách. Em quẹo trái anh chị ha. Trần Quý Khoách này thì cũng đồng hạng tới đường Trần Khách Chanh luôn. Bây giờ thì các cái doanh nghiệp, các công ty ở đây người ta cũng cho làm online hết rồi. Những cái cửa hàng buôn quán thì đóng cửa hết. Khu Tân Định anh chị thấy chiều hôm nay là chiều thứ bảy. Những cái hình ảnh thân quen gửi đến cô bác anh chị trong cái mùa dịch bệnh. Đây, con đường này là con đường Trần Nhật Duật. Em quẹo tay phải này anh chị ha. Rồi chúng ta tiếp tục quẹo qua con đường Đặng Tất. Tí xíu nữa thì có Đặng Dung. Đây, phòng khám đa khoa quận 1, ta đang lấy mẫu xét nghiệm ở trong. Vài cái hình ảnh gửi đến anh chị. Em chạy tốc độ thì nó cũng không có chậm bằng ngày xưa được. Bây giờ đi nhanh, đánh nhanh rút gọn. Con đường này đẹp quá anh chị. Cây bông giấy nó nở nè. Ở phía trước anh chị là cái cư xá Kiến Thiết. Xin lỗi anh chị. Cư xá Kiến Ốc. Bị nhầm. Bên trái em đi vào một con hẻm là nhà của bác Hải. Ở đây ngày hôm nay người ta đang làm gì này? Cư xá Kiến Ốc, trường Văn Lang. Đây, em quẹo lại. Đây, ta đang đào. Ở đây ngày xưa là một cái chốt.
một cái nhà bán đồ thời trang phong thủy gì đó, em quên rồi. Đặng Tất, bây giờ đi qua Đặng Dung anh chị ha. À, còn hẻm đi vào Cư Xá Kiến Ốc, hẻm bên này đi vào nhà Bác Hải. Và ở đây con đường Đặng Dung. Rất là nhiều cái kỷ niệm trên con đường huyện Hữu Cảnh này, cô bác anh chị cũng đã rất thân quen rồi, em cũng không nhắc lại. Massage đồ này kia đóng cửa hết im lìm khu vực Tân Định. Chúng ta đi, đây là con đường Trần Nhật Duật anh chị, em vừa phải ra là con đường này. Trần Quang Hải này, bên kia là bà Lê Chân, ở đây thì số 10, như số 10 Trần Nhật Duật này có ngôi trường của cô hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngà ngày xưa. Nhìn có bên kia là con đường bà Lê Chân là đang phong tỏa đi vào chợ Tân Định đó anh chị, em quẹo bên mé tay phải nha. Nó đây phải đi hướng ra đường Hai Bà Trưng. Phố xá con đường Trần Quang Hải như thế nào đây? Em và anh chị chúng ta chạy một vòng ha. Người nằm bên vỉa hè, ngồi bên vỉa hè, không biết anh chị thấy không? Tối ban ngày người ta không có làm ăn được, ngày người ta không có đi làm được thì tối anh chị có biết đi ra đây để có đoàn từ thiện nào đi ngang họ kiếm gì đó ăn thôi anh chị. Thường là như vậy. Wow, con đường rất là vắng luôn. Trần Quang Hải. Phía trước anh chị là Hai Bà Trưng và Yên Đỗ. Ngày xưa đó là ngày nay là Lý Chính Thắng đó anh chị. Em quẹo vào con đường huyện Hữu Cảnh cũ này ha, ngày nay là Nguyễn Văn Nguyễn. Rồi em đi ngược ra lại. Con đường này là con đường Đặng Dung. Rồi bây giờ em mời anh chị chúng ta đi trên con đường Trần Quang Hải anh chị ha. Đi xuống cho tới cầu Bông luôn. Chúng ta cập nhật vài cái hình ảnh ở con đường Trần Quang Hải. Một cái con đường rất là đẹp ở khu vực Tân Định này. Nhà cửa đóng hết. Đây chúng ta quẹo trái con đường Trần Quang Hải anh chị, đi trong những cái khu vắng lặng im lìm phía trong đó, rón rén đi mình không dám nói. Con đường này thì xe cộ nhiều hơn. Những cái hoạt động thiết yếu thì người ta vẫn buôn bán anh chị, ví dụ những cái tiệm bán đồ cho trẻ, rồi các cái siêu thị, các cái nhà thuốc. Đây con đường Trần Khắc Chân, Trần Khắc Chân bên tay trái em. Đi thẳng cái con đường Trần Quang Hải này luôn thì chúng ta tới cầu Bông. Còn bên trái thì chị chạy về xóm cầu Mới ha. Chỗ này thì là một cái ngã năm với con đường Nguyễn Phi Thanh nó lẻ loi bên mé tay phải em đó. Phố xá Tân Định đây, những cái con đường quen thuộc.
Em trên đường đi làm về thôi, gửi anh chị một vài cái hình ảnh ở khu vực này. Bên trái là đoàn công an đang tiến hành lập biên bản ấy. Một số cái công ty Thế Giới Di Động. Ở đây đi ngang rạp Văn Hoa nè anh chị. Rạp Văn Hoa. Còn bên trái là có Bảo Sanh Viện của Tân Định ngày xưa nè, đang bỏ trống này. Rồi em chạy tới cầu Bông anh chị ha. Rồi con phố này chiều hôm nay nó cũng có vẻ như cũng lạnh lạnh người á, cũng vắng, đóng cửa hết rồi. Bên trái chúng ta có con đường Hoàng Hoa Thám, chúng ta đi về khu Tân Định, đi về khu Phú Nhuận. Hay là Văn Hoa bên trái em cũng không có đi camera được. Rồi có đình Nam Chơn bên phải. Nhìn cái khung cảnh của Tân Định chiều hôm nay nó cũng có gì đó buồn quá anh chị ha. Buồn là tại vì vắng thôi. Đây con đường Đinh Tiên Hoàng bên trái anh chị qua cầu Bông, anh chị đi về con đường Lê Văn Duyệt ha, Lăng Ông. Bên phải thì anh chị quẹo về khu vực rạp Casino Đa Cao. Và bên kia là chợ Đa Cao đó anh chị. Em chạy theo hướng này xuống đây nè. Đi con đường Nguyễn Phi Khanh anh chị, phố gội đầu của Tân Định đây. Con đường này bình thường nó cũng không có đông, hôm nay nó lại càng vắng hơn. Một cô này. Con phố này thì ngày hôm nay nó cũng còn một vài cái tiệm gội đầu massage ở phía dưới gần phía dưới này. Ở đây bên trái em có con đường Lý Văn Phúc. Những cái con đường này bây giờ nó trống trơn vắng lặng. Đây chúng ta có con đường Huyền Quang, chúng ta chạy về phía bên trái là chúng ta tới cái khu vực con đường Thạch Thị Thanh thì phải, là Lý Trần Quán ngày xưa. Đây chúng ta là cái ngã năm em vừa cái anh chị ha. Những cái con đường đông đúc nhộn nhịp ngày nào bây giờ thì không còn nữa rồi. Chúng ta ra chợ Tân Định một chút xíu nè. Ở bên trái em có con đường Thạch Thị Thanh đây anh chị, em quẹo trái vào ha. Là Lý Trần Quán ngày xưa, đi thẳng thì anh chị sẽ đi ra tới đường Võ Thị Sáu. Ngày xưa có tên là Hiền Vương đó anh chị. Em đi tới đây để mời anh chị đi vào con đường Đinh Công Tráng, chúng ta đi ra nhà thờ Tân Định một chuyến. Nhưng mà trước khi đi ra đó thì em xin mời anh chị đi hết cái con đường này, Thạch Thị Thanh, Lý Trần Quán, với rất là nhiều cái nhà xưa kỷ niệm. Rồi cuối đường em xin quẹo lại ha, chúng ta chạy về
Thôi chúng ta chạy quẹo phải luôn đi, trên con đường Hiền Vương đi, Võ Thị Sáu, đi xuống ngay cái ngã tư Hiền Vương với Hai Bà Trưng xem sao. Bên trái em là công viên Lê Văn Tám. Ngày hôm nay anh chị ha, ngày xưa đó là cái nghĩa trang Mạc Định Chi, đất Thánh Tây, với cái ngã tư con đường Võ Thị Sáu và Hai Bà Trưng này thì anh chị thấy là cũng còn xe cộ khá là nhiều này. Phía trước bên kia thì có một cái chốt, bên kia có một cái chốt đó, công an họ đang đứng đó. Tuy nhiên thì không có kiểm tra xe máy nhiều. Em quẹo bên phải anh chị ha. Đi thẳng thì anh chị sẽ đi về khu vực Công Lý, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Công Trường Dân Chủ. Bên trái em ở đây là nhà thờ Tân Định này và trường Thiên Phước. Em quẹo phải vào con đường Đinh Công Tráng để anh chị nhìn cái hình ảnh nhà thờ Tân Định nó kỹ một chút xíu. Nhà thờ Tân Định xây, đang sơn lại, cũng gần xong rồi. Đinh Công Tráng đây, thạch trong này có ngôi trường Les Lauriers. Lauriers ngày xưa, hôm nay nó là trường đuốc sống anh chị. Và có bánh xèo, bánh xèo 46A bên trái em này. Đây, ngôi trường đuốc sống thì ở dưới này. Bên trái. Đây, đuốc sống đây. Tân Định có nhiều trường lắm anh chị. La Sang Đức Minh nè, trường Thiên Phước, hay là Trần Lục, Đồ Chiểu. Em quẹo ngược lại ha. Trường Tân Định nữa. Nó gạo ngược đi ra. Hướng này là anh chị nhìn nhà thờ Tân Định một chút xíu. Một vài cái hình ảnh kỷ niệm gửi anh chị trong cái buổi chiều cuối tuần này ha. Trong cái mùa phong tỏa thì những cái khu vực Tân Định như này vắng, thiệt là vắng. Nhà thờ Tân Định đang dần dần tháo dỡ các cái dàn giáo ở phía trước anh chị. Bây giờ nó cũng khá đẹp. Đây, sơn lại cái màu hồng. Sơn ở trên cái tháp luôn. Sơn ở trên cái tháp. Rồi, em đi tiếp anh chị. Em quẹo phải đây, đường Thiên Phước bên trái em. Quẹo phải ở đây thì nó hơi tối một chút xíu. Em cũng quẹo phải luôn cái con đường gần huyện Thủ Cầu này, ngay chợ Tân Định đây anh chị. Bên trái là chợ Tân Định ha, Nguyễn Hữu Cầu. Ngày xưa hình như có tên là Trần Văn Thạch thì phải. Chợ Tân Định thì phong tỏa nghỉ bán hôm giờ rồi. Bây giờ các cái chợ ở Sài Gòn thì cũng không còn chợ nào bán nữa anh chị. Hầu như là cũng nghỉ hết rồi.
em đi vào con đường Trần Khắc Chân anh chị ha. Trần Khắc Chân. Đi ra cái hướng xóm cầu mới nè. Thế giới di động hình như là không chấp hành đóng cửa đó, người ta phạt. Không ai tới lập biên bản quá trời. Rồi, em mời anh chị đi vào cái con đường Trần Khắc Chân ha. Tại cuối đường là chúng ta ra cái xóm cầu mới, ngay chỗ cái cầu Trần Khánh Dư đó. Phố xá Tân Định, nó thân quen. Nhưng mà trong cái mùa phong tỏa này thì trong cái dịp phong tỏa này thấy khác lạ quá anh chị. Đóng cửa hết rồi, chỉ còn những cái hàng quán ăn uống nhỏ lẻ chút xíu thôi. Mấy cái quán tạp hóa, mấy cái tạp hóa thì ta vẫn mở anh chị ha. Vẫn mở, mì tôm đồ cũng rất là nhiều, không thiếu. Gạo, mì. Có nhiều cái loại, có nhiều cái hộ kinh doanh người ta chuyển qua bán tạp hóa. Rồi, em quẹo con đường Hoàng Sa anh chị ha. Hướng này, Hoàng Sa này anh chị đi về cầu Thị Nghè. Trường Trần Khánh Dư bên phải em nè. Ôi con đường này đẹp quá, mát quá. Đây là cầu Hoàng Hoa Thám anh chị ha. Ngày xưa cái khu này thì anh chị chia sẻ có cái xóm Văn Hiến. Dằn dây quán xá đóng cửa, nhà cửa thì cũng đóng luôn. Em chạy tới ngay cái cầu bông anh chị ha. Chiều chiều đi làm về ngang cái vị trí này cũng mời anh chị nhìn lại vài cái hình ảnh của Tân Định trong cái mùa phong tỏa này. 15 ngày, hôm nay là chúng ta bước ngày thứ hai rồi. Đếm, giờ là phải đếm thôi. À, phía trước đây là cầu bông. Cầu bông này thì bên trái là con đường Lê Văn Duyệt á. Bên phải thì là con đường Đinh Tiên Hoàng. Rồi, giờ mà còn dắt chó đi dạo. Cái trước này là cầu Bùi Hữu Nghĩa đây anh chị. Bùi Hữu Nghĩa đây, cầu sắt Bùi Hữu Nghĩa đây. Bên phải đây em quẹo một cái chúng ta qua cái chợ Đá Cao. Chợ Đá Cao cũng đóng cửa rồi đó, cũng im lìm hết rồi đó. Đây anh chị, chợ Đá Cao đây.
em quẹo vào con đường Trương Hán Siêu ha, bên hông chợ này. Đi ra cái con đường này là ra đường đường Đinh Tiên Hoàng đó anh chị. Ra Đinh Tiên Hoàng xong đó em lại quẹo về bên trái con đường Võ Thị Sáu anh chị ha, Hiền Vương đó. Đây rồi. Em quẹo trái về con đường Hiền Vương, Võ Thị Sáu. Bên phải em một tí là có rạp cầu bông. Bây giờ nó cũng để trống. Rồi em chạy thẳng tới ngã tư Hiền Vương và Hai Bà Trưng. Rồi em cũng xin phép được kết thúc các clip ở vị trí đó anh chị. Một buổi chiều cuối tuần thật là trống vắng với những con đường thân quen ở Tân Định. Rồi, em xin phép được tạm dừng các clip ở đây anh chị ha. Chốt công an nè. Chúc cô bác anh chị và các bạn thật là bình an và có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Đây trường La Sang Đức Minh. Một vài cái hình ảnh gửi đến anh chị ở khu vực này. Chạy tới đây tự nhiên cái lại muốn ghé về. Anh chị nhìn lại những cái hình ảnh xưa. Rồi bye bye, em chào tạm biệt các bác anh chị nha.